Hi, xin chào mọi người đến với channel mình là Tarome Anime anh em á. Thì video trước mình có review về tựa game Siêu Nhẫn Giả Mobile nha anh em. Thì mình thấy là game này hơi ít code nên thôi không sao hết. Bây giờ là tới lúc là mình sẽ dùng tài nguyên để làm gì? Đến bây giờ là mình sẽ cố gắng là mình dùng tài nguyên để bắt đầu chiêu mộ tướng anh em à. Đó, chắc chắn là anh em khoái nhất là mấy cái này đúng không? Anh em khoái nhất là chưa một tướng đó. Bây giờ mình vô là mình mua mấy cái gói nạp này, đó ngon lành chưa đó. Ok anh em ha, trời vô nhận được quá trời luôn, vô nhận được ta Sunet luôn này. Ok, khá là ngon. Ok anh em ha, rồi ok thì sorry anh em. Ok thì nói chung là mình được 66 vé. Thì chắc chắn rồi, mình vô mình sẽ phải rút, mình sẽ quay thưởng nha anh em. Ok, 66 vé. Let's go. Một vé đầu tiên. Size A, ok. Rồi, rút 10 lần nào. Let's go. Ra gì đây? Jugo A, Neji B, Hishikamaru, Sakura, Kankuro à. Không biết có ngon không nữa. Ok. 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 Ok, mình rút thêm một lần nữa nè. 10 lần chứ, 10 lần sorry anh em, 10 lần. Itachi ngon nè, nè, mình thấy có Itachi là ngon này. Đó, là đỉnh nè. Hinata nè, Sasuke nè, Neji nè, Iruka nè, Naruto nè. Naruto, ok, rút một lần nè, cho anh may mắn nè. Sasuke nè, rút một lần nữa nè. Rồi, rút 10 lần nha anh em. Let's go. Lại Itachi nữa. Cứ còn ở trong game này, anh em càng ra nhiều tướng trùng càng ok. Cứ đầu game là ra được tướng trùng vậy là ngon nè, mình thấy là vậy. Còn mà việc mà ra được nhiều tướng xịn xịn á, thì mình cũng chưa biết có dùng hiệu quả hay không, nhưng mà cứ tướng trùng là có up tướng được. GOS ngon nghe. Kamichi nè, Shigusu nè, Sugetsu nè, Kiba nè, Hinata nè, Ino nè, Conan nè, ngon nè. Mình nhớ con Conan này cũng mắc lắm á, con Conan này cũng mắc tiền á. Jugo nè, ok. Rút 10 lần nè. Ok. Jugo nè. Gai nè. Gai là ngon. Gai thì mình cũng chưa biết ngon hay không. Kabuto. Hơi ngầu nha. Ok anh em. Rút 10 lần cuối nè. Let's go, không biết được gì nữa. Yamato này. Ok, nói chung là chưa biết được xây dựng đội hình như thế nào nha anh em. Ok, nói chung là cái chiêu mộ tướng trước đã, đầu game chiêu mộ tướng thử xem là mình được cái gì đã. Ok, rồi. Nhận ít quà nè, nhận mảnh Kakashi nè. Lại được mảnh Kakashi nữa, ok. Hoạt động nè. Lại được thêm 2 vé nè. Itachi Susanoo, Oya. Rồi, chắc chắn anh em phải nạp rồi đó anh em. Thưởng rút thẻ này, nhận nhanh đi. Ok, được thêm Gaara này, khá ngon. Ok, rút 10 xu đồng. Ok anh em ha. Ok, nãy giờ thì mình ngồi mình cũng cày cuốc được một khá khá rồi đó. Thì bây giờ là mình cũng lụm được một ít thẻ này. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chiêu mộ luôn. Khỏi có chần chờ nữa. Let's go. Mình sẽ all in hết. Hôm nay là all in hết cho anh em xem cái tỷ lệ của con game này nó tới đâu. Trời ơi, ngồi nãy giờ ngồi cày ái chỉ luôn anh em ơi. Kimimaro, Naruto, Dedera. Ôi, Dedera. Nhưng mà cái con tướng mình thấy là
Sau khi mình chơi á, thì mình vô tình á, mình lại lụm được cái hai cái con khá là mạnh, đó là con Kabuto và con Kankuro. Ui nó mạnh điên, mạnh khùng luôn anh em ơi, mạnh quá trời mạnh luôn. Đây này, tôi cho anh em xem sơ nè. Rồi được nhận ra ra đây, mình cho anh em xem sơ cái con đó này. Đây nè, mình không biết là như thế nào nhưng mà con, anh em nhìn nhá, con này nè, mức độ tăng trưởng của nó là 540 nhưng mà HP là 255, là tức là nó trâu dã man luôn anh em ơi. Anh em nhìn những con tướng SS này là chỉ có 150 thôi nhưng mà nó trâu, nó khỏe là được anh em à. Còn con này điểm tăng trưởng 600, mình thấy hình như là nó cao nhất trong cái đám này luôn rồi. Ui vô tình lụm được bí kíp anh em à, ui hên thiệt chứ. Rồi sẵn đây là mình on in luôn, mình on in hết toàn bộ số thẻ của mình luôn, được 120 lượt. Hiện tại là mình đang có roll luôn, sẵn roll rồi, ở đây roll hết luôn đó. Cháy sườn chưa đó, tôi hy sinh Itachi nữa, ngon nè, tôi lại có thêm một Itachi Otemari, ngon nè ngon nè ngon nè. Nhưng mà khuyến khích anh em thì không nên nha, thật sự là không nên tiêu để kim kêu tiêu này nha, tại vì tiêu cũng cùng lắm là chỉ nhận được nhân ninja cấp S thôi. Ngon nè ngon nè, ninja cấp S thôi, thì lỡ may xác suất mình không may mắn thì mình ra mấy con ninja cùi á thì nó cũng không, nó thuộc dạng gọi là xui nuôi đó. Còn bây giờ là anh em nếu như mà anh em thích, anh em lấy một con nhân vật SS thì sẽ ngon hơn rất nhiều luôn. Còn mấy con S này thì nó sớm muộn nó cũng bị thay thế à đó. Thì cái game này phải là luôn ưu tiên những con những nhân vật SS nha. Còn những nhân vật S thì có thể là nó sẽ bị out meta về sau. Còn đầu game chắc chắn là anh em mạnh rồi, anh em bỏ như mình ra thì quá mạnh luôn. Ui da, cũng được nha, cũng may mắn. Ô, Kankuro Chizo hay nè, 2SS nè, 2S nè. Ngon nè. Choji nè. Kankuro này, ngon này. Temari nữa nè, quá ngon luôn. Wow. Thần tài đến đến cho bao nhiêu người, thần tài đến đến cho bao nhiêu người. Hay ngang, hay ngang. 137 nháy rồi. Dedera nè. Dedera tôi không biết có mạnh không, tôi chưa có xác định là con này có mạnh hay yếu nha. Nhưng mà tôi thấy là con gì? Con căng cu ở vậy, sorry con đây con cu du thì mình không biết nha anh em, từ từ để mình check lại thôi. Đây cho gì sao gì này, ôi giời ơi, làm clip cho anh em mà hy sinh hết toàn bộ tài nguyên luôn chứ. Anh em phải ủng hộ tôi một like nha, một like một subscribe nha anh em. Để đe ra nữa nè, đâu rồi những nhân vật mạnh mạnh, đâu rồi, trời ơi tôi cần những con mạnh mạnh á. Orochimaru mạnh không ta, không biết không biết nữa, tôi không biết là Orochimaru có mạnh không, nhưng mà nó có ra một con thì anh em khó dùng lắm anh em ạ. Ok, lại Orochimaru nữa, 200 vé quay anh em ạ, 200 lần quay, 200 lần quay anh em nhé. Quả là cháy sườn, quả là cháy sườn luôn. Đâu rồi, ninja cấp S đâu? Ninja Yamato, no. Thế Yamato thì thua rồi. Ây da, full rồi, full rồi, full rồi. Full rồi thì làm gì? Phân giải. Đây, phân giải ra. Ok, đủ chỗ. Chắc chắn rồi. Lần cuối nào anh em? Let's go. Thì cũng lượm được thêm hai nhân vật SS nữa. À, nhân vật S nữa. Hanzo phải, con đó là Hanzo. Ôi, chiêu mộ thả ra luôn anh em. Anh em chơi một xíu, anh em chơi một chút xíu là anh em có thể nhận được nhân vật rồi nha anh em. Rất là dễ dàng luôn. Ok, hoạt động giới hạn. Rút thẻ này, lụm được thêm gara này, ngon lành này đó. Thì không khuyến khích anh em nha, thật sự là
không khuyến khích lắm. Nói chung là mình, nếu như anh em nào đang chơi game thì mình đừng nên làm vậy. Làm vậy là anh em đi rồi, anh em cút kỳ rồi anh em ạ. Rồi đó nha, mình sẽ được nhận được hai nhân vật SS, hai nhân vật S nữa, khá là ngon. Rồi đồ giám thì cùng mình thử xem, cùng mình xem thử nha. Thì con căng Kuzu này là thế, em nhìn đi, con này máu tận 255, khỏe điên, khỏe khùng luôn, trâu điên trâu khùng luôn. Rồi Orochimaru, Orochimaru chắc là con chỉ thua con kia thôi. Đó, Gaara này, ok đó. Thì sơ bộ thì ồ, con gai 594 này, không có con nào bằng con hai con này hết. Hai con này, ăn này theo mình giá khá là ngon nha. Con này thì chưa biết, tôi chưa test thử. Rồi ok, thì nói chung kết lại video thì yeah, nhẹ nhàng lượm được một vàng SS, nhận được một vàng S ở đây, thì nói chung là cũng sử dụng được, cũng khá khá đó, cũng ok. Ok anh em, có gì hẹn anh em gặp lại ở video tiếp theo nhé. Bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.